chuỗi cửa hàng thay thế thương hiệu McDonald's tại Nga bắt đầu đón khách. Một bước ngoặt mới trong ngành thức ăn nhanh ở Nga đã bừng sáng vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 6. Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh thay thế thương hiệu McDonald's ở Nga bắt đầu hoạt động với tên gọi Vudno Itoka, tạm dịch là ngon tuyệt, vậy thôi. Alexander Govert là chủ sở hữu mới của chuỗi cửa hàng. Ông đã tham dự lễ cắt băng khánh thành tại nơi từng là nhà hàng đầu tiên của McDonald's ở trung tâm Moscow. Rất nhiều người đã xếp hàng bên ngoài nhà hàng hàng đầu ở Moscow. 15 nhà hàng đầu tiên của chuỗi đồ ăn nhanh Vudno Itoka bắt đầu mở cửa tại thủ đô Moscow của Nga vào hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, số lượng người xếp hàng ít hơn đáng kể so với số lượng người đã đến cửa hàng McDonald's lần đầu khai trương vào năm 1990. Oleg Pavlo, giám đốc điều hành của Vudno Itoka, cho biết công ty đang có kế hoạch mở lại 200 nhà hàng ở Nga vào cuối tháng 6 và tất cả 850 vào cuối mùa hè. Theo Pavlo, chuỗi sẽ giữ nguyên nội thất cũ của McDonald's nhưng sẽ dùng tên mới và logo mới. McDonald's đã đóng cửa các nhà hàng của mình ở Nga vào ngày 14 tháng 3 và giữa tháng 5 họ đã quyết định rời khỏi thị trường.